Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 0,14% sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam. Hiện tại cũng chỉ đứng quanh vùng giá 2.382 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ đứng ở mức 104,9 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm đứng ở mức 69.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,428% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 77,17 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm mạnh do đồng bạc xanh tăng giá trở lại và áp lực chốt lời lớn hơn sức cầu mua vàng. Giá vàng thế giới đã giảm 40 đô la Mỹ trên một ounce trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Bên cạnh đó, vàng tiếp tục chịu áp lực bởi lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sau biên bản cuộc họp kết thúc vào đầu tháng này. Theo biên bản, dù chính sách tiền tệ của Mỹ đã trở thành yếu tố thứ yếu trên thị trường vàng, nhưng lạm phát dai dẳng có thể tạo ra một số áp lực bán vì nó có thể buộc Fed phải tăng lãi suất một lần nữa. Quan điểm này đi ngược lại hoàn toàn với những phát biểu gần đây của các thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ Mỹ khi mà nói rằng mặc dù chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất do lạm phát vẫn tăng cao nhưng họ sẽ không tăng lãi suất. Bên cạnh đó, giá vàng giảm còn do giới đầu tư bớt lo ngại về khả năng căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau vụ Tổng thống Iran tử nạn trong vụ rơi máy bay. Trước đó, Iran công bố nguyên nhân rơi trực thăng chở Tổng thống nước này là do điều kiện thời tiết xấu. Về mặt xu hướng của giá vàng, gần đây căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel. Tuy nhiên, nhiều đánh giá cho rằng Mỹ không muốn điều này xảy ra. Mặc dù giảm nhưng giá vàng vẫn được hỗ trợ khá mạnh ở ngưỡng 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Mặt hàng kim loại quý này vẫn được mua vào mạnh mẽ mỗi đợt điều chỉnh giảm nhanh. Theo một báo cáo của tờ Wall Street Journal, vàng tăng giá mạnh trong vài tháng qua chủ yếu nhờ sức cầu từ các ngân hàng trung ương các nước, đặc biệt đó là Trung Quốc. Các ngân hàng trung ương trên thế giới bắt đầu đa dạng hóa hơn nữa dự trữ thay vì chỉ tập trung vào các loại tài sản dựa trên đồng bạc xanh. Các loại tài sản này thường được xem là dễ bị trừng phạt. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tạm thời cũng chưa có nhiều thay đổi. Hiện tại chỉ có riêng hệ thống mi hồng là điều chỉnh giảm. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào 88,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 90,90 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết trên 2 thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 88,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 90,50 triệu đồng trên lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên 2 thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 88,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 90,50 triệu đồng trên lượng. Hiện tại có duy nhất hệ thống vàng mi hồng là có thay đổi về giá, mua vào mức 89 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 90,30 triệu đồng trên lượng, giảm 500.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng bán ra. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, thời điểm này tạm thời cũng chưa có thay đổi, đang mua vào mức 75,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,40 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 75,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 77,50 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 76,12 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,62 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 25.236 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra 25.466 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do hiện tại cũng chưa có thay đổi, được mua vào mức 25.650 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.740 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường và trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 090.000, tạm thời chưa có thay đổi về giá. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo mã giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 090.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 050.000. Pinxi Hồ Chí Minh và Pinxi Hà Nội mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 050.000. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 870.000 bán ra 9 triệu 050.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 895.000 bán ra 9 triệu 050.000. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu 900.000 bán ra 9 triệu 030.000. Giảm 500.000 đồng trên một lượng mua vào, 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 20.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 850.000 bán ra 9 triệu 050.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 050.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 090.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì tạm thời cũng chưa có thay đổi về giá. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra vẫn đang được ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 090.000. SJC Huế mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 090.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 090.000. SJC Bạc Liêu mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 090.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu 890.000 bán ra 9 triệu 090.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì tạm thời cũng không có thay đổi và đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7 triệu 580.000, bán ra 7 triệu 740.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7 triệu 580.000, bán ra 7 triệu 750.000. Vàng 4 số 9, mua vào 7 triệu 560.000, bán ra 7 triệu 660.000. Vàng 24K, mua vào 7 triệu 384,2.000, bán ra 7 triệu 584,2.000. Vàng 18K mua vào 5 triệu 510,6 nghìn bán ra 5 triệu 760,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 231,2 nghìn bán ra 4 triệu 481,2 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 959,5 nghìn bán ra 3 triệu 209,5 nghìn. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 612.000 bán ra 7 triệu 762.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.